chào tất cả các bạn. Du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói hàng đầu tại Thụy Sĩ, nơi được mệnh danh là cái nôi đào tạo chương trình quản lý khách sạn và du lịch. Hãy cùng công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, tìm hiểu về ngôi trường HTMA, trường chuyên đào tạo ngành quản lý khách sạn và du lịch. Thì trường quản lý khách sạn và du lịch quốc tế, tên tiếng Anh là Hotel and Tour Management Institute, được viết tắt là HTMI, là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Sinh viên sẽ được học tập, ăn ở và thực tập tại hai khách sạn truyền thống với những trang thiết bị hiện đại và đạt chuẩn quốc tế trong môi trường khách sạn thực thụ. Ưu điểm nổi bật khi du học tại Thụy Sĩ và trường HTMI như sau: thủ tục đơn giản, không cần chứng minh tài chính, visa thuận lợi, chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, bằng cấp uy tín và được công nhận trên toàn thế giới. Chương trình đào tạo thì phong phú và đa dạng, từ chứng chỉ cao đẳng, đại học, sau đại học và thạc sĩ. Trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập hiện đại. Sinh viên được học thêm các ngoại ngữ khác như là Đức, Ý, Pháp. 6 tháng học lý thuyết, 6 tháng thực tập trả lương từ 2.000 tới 2.500 sệt một tháng. Được miễn giảm các môn học tương đương, chỗ ở do nhà trường cung cấp và với tiêu chuẩn quốc tế. An ninh đảm bảo, Thụy Sĩ được coi là một điểm đến an toàn nhất trên thế giới. Khi tốt nghiệp tại trường HTMI, sinh viên được nhà trường hỗ trợ tìm việc tại các hệ thống khách sạn hàng đầu trên thế giới. Về chương trình học, thì trường đào tạo từ chương trình chứng chỉ cao đẳng đại học, cao đẳng nâng cao, cử nhân và sau đại học. Chương trình chứng chỉ từ 1 tới 3 năm bao gồm chứng chỉ quản lý du lịch và khách sạn, chứng chỉ quản lý khách sạn cao cấp, chứng chỉ quản lý khách sạn sau đại học, chứng chỉ giảng dạy quản lý khách sạn. Chương trình cử nhân quản lý du lịch và khách sạn 3 năm, chương trình thạc sĩ quản lý khách sạn thì 2 năm. Với chương trình học 1 năm gồm 6 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập tại các khách sạn và nhà hàng ở Thụy Sĩ khoảng 20 tuần, với mức lương tối thiểu là khoảng 2.180 sạch một tháng, là tương đương với 55 triệu Việt Nam đồng. Học sinh có thể tiết kiệm chi phí học tập. Ngoài ra, những học sinh có thành tích tốt hoặc học điểm tốt sẽ có cơ hội được đi du lịch miễn phí. Mọi chi phí do nhà trường chi trả như là visa, vé máy bay, khách sạn 5 sao, đi lại, ăn uống. Với một số nước có sự kiện lớn như là World Cup, London Olympic, thì chi tiết về mức học phí, thủ tục hồ sơ hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ quận Nhất là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại đường dây nóng 0838484879.